Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Lao động và Xã hội tuần này của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân, nhất là những người lao động. Trước tình hình đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất gói hỗ trợ trị giá 26.000 tỷ để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn. Để triển khai gói hỗ trợ này, thì Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68, thống nhất thực hiện, bảo đảm nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không để lợi dụng trục lợi chính sách. Xây dựng các tiêu chí điều kiện thuận lợi để người lao động và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai gói hỗ trợ lần trước, gói hỗ trợ lần này cần nhanh gọn, kịp thời đến tận tay của người lao động và các doanh nghiệp đang gặp khó khăn để bảo đảm tính nhân văn của gói hỗ trợ. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường lao động có sự biến động mạnh. Có đến 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Trong đó có 540.000 người mất việc, 2,8 triệu người phải tạm nghỉ, tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 3,1 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động bị giảm thu nhập. Thực tế, dịch COVID-19 đã khiến gần 20% lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh và 19% lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng. Cùng với dịch bệnh, đa số các lĩnh vực của đời sống đều bị ảnh hưởng nặng nề, suy giảm. Đáng lo ngại, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đã lây lan vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung khoảng 4 triệu lao động. Các ngành nghề tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh như vận tải hành khách, du lịch, khách sạn, hàng không, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự báo thời gian tới, dịch bệnh tiếp tục tác động đến người lao động. Số lao động bị ảnh hưởng có thể lên tới 2,5 triệu người. Trước đó, để hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tháng 4 năm 2020, gói an sinh lần thứ nhất trị giá 62.000 tỷ đồng cũng được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ ban hành. Trong đó, dự kiến khoảng 35.880 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng chính sách, người nghèo, lao động tự do, lao động trong doanh nghiệp mất việc làm, hộ kinh doanh và khoảng 16.200 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay ưu đãi trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tới tháng 5 năm 2020, gói an sinh lần thứ nhất mới chỉ giải ngân được gần 14.000 tỷ đồng, tương đương 22% mục tiêu dự kiến ban đầu để hỗ trợ cho gần 13,2 triệu người. Đa số khoản tiền này dùng để chi trực tiếp cho người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Nguyên nhân gói hỗ trợ không đạt được mục tiêu hỗ trợ là do có quá nhiều thủ tục hành chính còn vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là điều kiện cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động rất chặt chẽ. Các thủ tục điều kiện được vay chưa sát với thực tế khó khăn của các doanh nghiệp, nên khiến các doanh nghiệp nản lòng trong quá trình tiếp cận. Thực tế cho thấy, gói an sinh lần thứ nhất đã truyền tải tinh thần, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tuy nhiên, các điều kiện đặt ra với người lao động để được hỗ trợ quá phức tạp, khó triển khai trên thực tế, đặc biệt là với nhóm cần được hỗ trợ là lao động tự do. Vì vậy, với gói an sinh xã hội lần thứ hai trị giá 26.000 tỷ đồng, các chuyên gia cho rằng cần triển khai nhanh và thủ tục đơn giản. Điều quan trọng là tất cả người cần hỗ trợ đều nhận được hỗ trợ. Bộ Lao động đề xuất với Chính phủ, báo cáo Chính phủ để có một cái gói hỗ trợ cho những người dân lao động mà bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 thì tôi cho là vô cùng cần thiết và rất là đúng lúc. Tuy nhiên tôi nghĩ là như thế này, đã đề ra cái chuyện mà hỗ trợ thì trong lúc này thì hỗ trợ để tái sức sản xuất, để cho dân có thể yên hơn, để các thứ. Thì một là đối tượng phải cho chính xác, đối tượng chính xác, và hai nữa là thời gian hỗ trợ phải kịp thời, chứ đừng để người ta phải nói là đến lúc quá mệt mỏi rồi đến lúc mới được. Việt Nam đang trong giai đoạn của làn sóng COVID-19 lần thứ tư với nhiều khó khăn khi có ngày lên đến hàng nghìn ca nhiễm trong khu cách ly và phong tỏa. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động lâm vào tình thế khó khăn, sản xuất ngưng trệ. Từ lúc liên tiếp xảy ra dịch bệnh, các doanh nghiệp vẫn chưa có thời gian phục hồi sản xuất. Trong khi đó, gói hỗ trợ thứ nhất lại chưa đạt được mục tiêu đề ra. Lần này tôi cho rằng có 3 cái vấn đề rất là quan trọng để chúng ta đảm bảo nó thành công, cho dù nó ít hay là nhiều. Cái thứ nhất chính là nó phải tiếp tục xác định đúng đối tượng. Thì đối tượng ở đây thì ngoài những cái đối tượng mà về cơ bản đã theo cái đề xuất của năm ngoái, năm nay cần phải mở rộng thêm. Cái đối tượng ở đây chính là công nhân ở các khu công nghiệp đã bị ảnh hưởng trực tiếp thời gian vừa qua. Thứ hai là đối tượng F1. F2 thì có lẽ cách ly tại nhà chúng ta chưa cần lắm, nhưng F1 tôi cho rằng cũng cần phải có một cái cơ chế hỗ trợ đối với họ. Nghị quyết 68 của Chính phủ triển khai thực hiện gói an sinh xã hội 26.000 tỷ có 12 chính sách. Trong đó có quá nửa là dành cho người lao động, các doanh nghiệp.
Đáng chú ý, gói hỗ trợ lần này đặc biệt nhắc đến đối tượng là giáo viên mầm non ở các cơ sở tư thục, trường tư thục. Theo tính toán, cả nước sẽ có khoảng 30.000 giáo viên mầm non tư thục. Có thể nói, đây là tin vui rất lớn đối với giáo viên mầm non tư thục. Bởi từ trước đến nay, vốn dĩ giáo viên mầm non tư thục chưa thực sự được quan tâm và có mức thu nhập khá thấp. Ở một khía cạnh khác, trong những tháng nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh, để duy trì cuộc sống, nhiều giáo viên mầm non tư thục phải xoay sang nhiều nghề để có thu nhập, thậm chí nhiều cô phải chuyển sang bán hàng online. Trong khi đó, khối giáo dục công lập khi nghỉ dạy do dịch sẽ có nguồn ngân sách chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vì thế, đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục có ý nghĩa vô cùng lớn. Không đơn thuần là khoản hỗ trợ giúp giáo viên ổn định cuộc sống, mà còn là sự ghi nhận những đóng góp của giáo viên mầm non tư thục đối với sự phát triển bền vững của giáo dục nước nhà. Chị Lê Thị Oanh là giáo viên trường mầm non tư thục Lương Thế Vinh của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Được ký hợp đồng với trường mầm non cách đây 2 năm, năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh, xét không đủ điều kiện nên chị không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ của chính phủ. Năm nay, làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ tư bùng phát, nhà trường phải đóng cửa đã hơn 2 tháng nay. Bản thân chị cùng các giáo viên trong nhà trường cũng bị ngừng trả lương và tạm hoãn hợp đồng lao động. Bản thân tôi là phải đi làm trái nghề, làm thêm trái nghề ở cửa hàng sim thẻ điện thoại. Cửa hàng làm đấy là của phụ huynh của lớp tôi, cho nên là phụ huynh cũng tạo điều kiện giúp đỡ các cô trong thời gian nghỉ dịch và cho các cô làm tạm đến lúc các cô đi dạy trở lại. Nhưng mà cũng chỉ được nửa tháng gần đây là mới bắt đầu đi làm đấy ạ. Đã 2 tháng nay, cô giáo Phùng Thanh Thủy phải nghỉ công việc tại trường mầm non do ảnh hưởng của dịch bệnh. Lương hàng tháng cũng đã bị ngừng trả do nhà trường đóng cửa theo quy định của nhà nước để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Thu nhập trong vòng 2 tháng hầu như không có. Đối với những giáo viên bị nghỉ như tôi, không riêng gì tôi mà các cô ở trường cũng rất mong được nhà nước hỗ trợ một phần nào đấy để giảm bớt khó khăn, vì là ở nhà thì mọi thu nhập đều không có, chỉ có trồng rau nuôi gà thôi, nên là rất mong nhà trường, nhà nước hỗ trợ để chúng tôi giảm bớt khó khăn gánh nặng. Trong cái thủ tục hồ sơ mà để cho giáo viên dễ nhận được cái sự hỗ trợ ấy, thì tôi đề xuất chẳng hạn như là có cái hợp đồng của giáo viên này và có cái chấm dứt hoặc là tạm hoãn hợp đồng của giáo viên trong thời gian như thế nào đó, kèm theo cái chứng minh thư cũng như là cái xác nhận của cơ quan của nhà trường và cũng như là của cơ quan bảo hiểm xã hội ấy. Chị Hoàng Thị Huệ là lao động tự do. Cách đây 2 năm, chị xin làm công việc nấu ăn cho một trường mầm non gần nhà theo hình thức khoán hợp đồng, không đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, từ tháng 4, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, trường đã đóng cửa nên chị bị thất nghiệp. Với gói hỗ trợ lần thứ nhất hồi năm ngoái, chị cũng chưa được thụ hưởng. Theo tôi mà nhà nước hỗ trợ cho những người thất nghiệp như chúng tôi thì đó là một ý nghĩa rất nhân văn và rất là thiết thực để cho người dân, những người thất nghiệp như chúng tôi được thêm thắt phao kinh tế cho gia đình. Tôi muốn thủ tục đơn giản nhất, tại vì là trong mấy lần dịch bệnh mà chúng tôi vẫn chưa được hỗ trợ được đồng nào ạ. Năm nay chúng ta cũng nên khoanh vùng, tức là không phải đại trà toàn quốc, mà cơ bản ở những tâm dịch thì chúng ta phải có cái hỗ trợ. Nó ở mức độ là khác đi, nó phải nhiều hơn, chứ không đại trà và cao bằng. Và một cái đối tượng nữa chính là một số cái lao động tự do. Lao động tự do ở đây thì quan điểm của tôi thì về cơ bản hãy tập trung vào những địa phương mà là tâm dịch để chúng ta có một cái hình thức hỗ trợ. Gói hỗ trợ lần thứ hai của chính phủ được cho là đã đi sát nguyện vọng thực tế của người lao động, các doanh nghiệp nói chung, được quy định rất rõ tại chính sách thứ 11 của nghị quyết 68. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, từ những đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần trước, nhiều doanh nghiệp vận tải đã rất lao đao, cho đến tận năm nay vẫn chưa có sự phục hồi kinh doanh. Với đợt bùng phát dịch lần thứ tư này, một số tỉnh vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh để không bị lây lan diện rộng, nên chưa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải dừng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch. Các doanh nghiệp vận tải vẫn cố gắng cầm cự, nỗ lực hết sức duy trì hoạt động kinh doanh trong mùa dịch. Tuy nhiên, mức độ hoạt động chỉ bằng 1/10 số xe lúc chưa xảy ra dịch bệnh và chỉ được chở 50% số hành khách quy định. Vì vậy, mặc dù chưa phải dừng hoạt động hoàn toàn, nhưng các doanh nghiệp vẫn lâm vào tình thế khó khăn. Nếu chi phí cho một cái xe dừng hoạt động trong một tháng, thì doanh nghiệp tối thiểu tiền bảo hiểm, tiền lệ phí và tất cả các loại tiền
khác để chi phí cho cái xe đó khi dừng hoạt động. Không nói đến khoản phải trả gốc trả lãi cho ngân hàng, doanh nghiệp cũng phải bỏ ra từ 8 đến 10 triệu cho một cái xe chi phí trong một tháng. Tôi kiến nghị là thứ nhất là giảm tất cả các thủ tục hành chính, hướng dẫn tất cả các doanh nghiệp mà đang chịu ảnh hưởng nặng nề về Covid những thủ tục đơn giản nhất, ngắn gọn nhất để làm sao được tiếp cận cái gói 27.000 tỷ này một cách rõ ràng. Nếu như mà mình chỉ nói chung chung là hỗ trợ doanh nghiệp mà cái gói 27.000 tỷ nhưng không hướng dẫn doanh nghiệp là tiếp cận như thế nào, thủ tục hành chính ra sao, hay là doanh nghiệp nên phải làm như thế nào, có những cái điều kiện gì để mà mình có thể tiếp cận được cái gói này thì nó rất là khó cho doanh nghiệp. Mới đây, thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng chở hành khách công cộng đường bộ gồm xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách tuyến cố định từ Hà Nội đến 14 tỉnh, thành phố và ngược lại từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ cho phép các phương tiện trên hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng hoặc đến khi có thông báo mới. Một số xe tuyến liên tỉnh cố định còn lại phải bảo đảm yêu cầu của công tác phòng chống dịch trên xe cho cả lái xe, phụ xe và hành khách. Như vậy, nhóm đối tượng còn lại này không thuộc nhóm được hỗ trợ vay gói lãi suất 0% để phục hồi sản xuất. Trong khi đó, tại gói hỗ trợ lần thứ nhất, các doanh nghiệp này cũng chưa tiếp cận được với nguồn hỗ trợ của chính phủ. Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt đối với các ngân hàng mà đang triển khai vốn vay cho các doanh nghiệp, cũng cần phải xem xét vấn đề này cực kỳ thấu đáo và chia sẻ với doanh nghiệp những cái khó khăn trong những thời điểm này bằng cách là gì? Giảm lãi suất vay, lùi thời gian trả nợ. Đây là chúng tôi chưa nói đến cái vấn đề là khoanh nợ, mà lùi thời gian trả nợ, kéo dài thời gian trả nợ thôi, để tránh cái tình trạng năm 2020 bản thân doanh nghiệp của chúng tôi đã vấp phải cái việc là ngân hàng có giãn nợ cho 3 tháng. Thế nhưng mà sau khi giãn nợ 3 tháng đó thì từ tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 và những tháng tiếp theo của năm 2020 lại phải đóng bù cho cái 3 tháng giãn tiếp, thì quả thực nó khó khăn, trông rất khó khăn. Tôi đề xuất là kiến nghị chính phủ, ngân hàng nhà nước, tất cả các ngân hàng cổ phần giảm lãi suất cho tất cả các doanh nghiệp hiện đang vay từ 3-5%, tạo điều kiện cho doanh nghiệp là vay mới để bổ sung cái vốn lưu động trong thời gian hồi phục sau dịch. Việc chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 26.000 tỷ đồng được kỳ vọng giúp người lao động cũng như doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, quy trình triển khai các nội dung của nghị quyết số 68 sẽ giản lược tối đa thủ tục, điều kiện. So với gói hỗ trợ 62.000 tỷ lần trước theo nghị quyết 42, thì số lượng thủ tục hành chính của gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 đã giảm 75%. Đặc biệt, để tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến gói hỗ trợ lần này, Bộ sẽ thiết lập 3 số điện thoại đường dây nóng để xử lý kịp thời các vấn đề đặt ra trong thực tế. Đồng thời, trên cơ sở định hướng chung, các cơ quan liên quan đang khẩn trương xây dựng nội dung triển khai theo 12 nhóm chính sách cụ thể. Riêng nhóm lao động tự do, theo nghị quyết số 68, đối tượng này do các địa phương hỗ trợ, nhưng vẫn dựa trên định hướng của Trung ương, với mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng một người một lần hoặc 50.000 đồng một người một ngày. Với sự sẵn sàng của cơ quan chức năng và các địa phương, tin tưởng rằng gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 sẽ được triển khai khẩn trương, linh hoạt và đúng đối tượng, giúp người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn sớm tiếp cận để có được trợ lực vượt qua đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ lần thứ hai trị giá 26.000 tỷ của chính phủ mang ý nghĩa hỗ trợ kịp thời cho người lao động nói chung và các doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác nói riêng. Bài học kinh nghiệm từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng lần trước cần được nhìn nhận một cách khách quan, thực tế để khi triển khai gói hỗ trợ lần thứ hai được thuận lợi và đúng với mục đích ý nghĩa của các chính sách. Các điều kiện thủ tục cần phải đơn giản, cụ thể nhưng minh bạch, rõ ràng, tránh hiện tượng trục lợi chính sách. Có như vậy thì gói hỗ trợ mới bảo đảm được tính nhân văn, kịp thời, đúng lúc và trúng đối tượng cần hỗ trợ. Đến đây thì thời lượng chương trình Lao động và Xã hội tuần này của Truyền hình Nhân dân cũng xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Những thông tin góp ý xin gửi về hòm thư laodongvasahoi.thnd@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.